Vâng, chào tất cả mọi người. Chúng ta cùng nhau đứng trên một mỏm đồi ngắm một quang cảnh đồi núi chút nha. Không biết tại sao tôi rất thích ngắm đứng ở trên cao và ngắm đồi này. À, sau khi đi một chặng đường khá dài, hơn 100 cây số, mỏi chân rồi, đứng nghỉ tí. Cứ cảnh nha, quay phim chút. Đi xa xa xa, vùng đất sơn lộ. Trời trong quảnh đẹp lắm. Lúc nữa chúng ta cũng sẽ xem, tôi sẽ quay cho các bạn xem kỹ hơn nhé. Lúc nãy tôi xuất phát từ nhà nên là một giờ rưỡi, đi đến đây là 4 giờ hơn nữa, là phải 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 giờ là 2 tiếng rưỡi và gần 3 tiếng rồi đấy, ở 100 cây số. Đây là địa điểm thuộc Nạc Khuổi, xã Sơn Lộ, huyện Lạc, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay trên đường đi cũng thấy nhiều đoàn phượt lắm. Đó là ngày cuối tuần người ta đi chơi thôi. Đây, tôi lấy máy quay lên cao các bạn xem nhá. Trời hơi sáng, đấy là phía xa xa kia. Dưới là đồng bào đốt rơm sau vụ gặt. Chỗ này là đồng bào nhà của dân tộc Dao. Nhà dân tộc Dao sinh sống đấy. Con đường ở đây ngoằn ngoèo nhìn hùng vĩ lắm đấy nha. Ở phía dưới xa xa như là chân nhá, chân dốc nha, bắt đầu lên dốc, lên dốc này, uốn lượn trắng trắng nha nhá. Đấy. Đấy. Cái này mà có flycam bay đi thì xem thật là tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Cái nhà máy đỏ cái là điểm trường Nạc Khuổi. Đấy. Và đến trên này là đỉnh nhất rồi. Đỉnh Nạc Khuổi rồi. Rồi, phía xa xa trên cao cao kia không nhìn thấy không nhỉ? Có cái đường cụt nhỏ nhỏ lên, là có cái cụt sóng Việt theo, có cái Vina gì đó. Rồi, quay lại lần nữa nhá. Từ cái đỉnh Nạc Khuổi này xuống nha. Quay bằng điện thoại đang hơi rung đi. Đấy. Phía xa xa là những ngọn đồi. Dưới đây là bãi chăn thả châu bò của đồng bào. Tiếng xe lên dốc mà gầm rú nghe vàng, nghe vang luôn. Đây có một bãi đất ngồi thì nghỉ được.
đi đường rất là lạnh các bạn. Đường rất là lạnh. Phải đeo găng tay và hai áo phao mới đi được nhé. Rồi, xin chào.